Ngày 14 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân cùng đoàn cán bộ các ban ngành tỉnh Tây Ninh đã sang chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tờ Bung Khơ Mun nhân dịp Tết cổ truyền của người dân Campuchia. Đón đoàn có tỉnh trưởng Chem Chan Sophon, các phó tỉnh trưởng và lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tờ Bung Khơ Mun. Tại buổi gặp mặt, Ngài tỉnh trưởng Chem Chan Sophon bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đoàn lãnh đạo cán bộ tỉnh Tây Ninh đã đến chúc Tết truyền thống của người dân Campuchia. Đồng thời hy vọng hai tỉnh Tờ Bung Khơ Mun và Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là sự phối hợp giữa các địa phương giáp biên giới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo và người dân Tờ Bung Khơ Mun. Chúc cho tỉnh Tờ Bung Khơ Mun năm mới có nhiều thành tựu mới, chúc cho tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp của hai nước Việt Nam Campuchia cũng như giữa hai tỉnh Tây Ninh và Tờ Bung Khơ Mun đời đời bền vững.